tất cả các bác nhá, lại vui mừng gặp lại được các bác trong những clip tiếp theo rồi. Những bộ sản phẩm của những ngày cuối cùng liên tục được lên đường. Những sản phẩm karaoke rất hay và chất lượng. Quý vị và các bạn vừa rồi được thưởng thức một ca khúc về nhạc sống Tây Bắc qua một bộ cấu hình karaoke mà hiện tại chúng em đang đấu ghép với dòng đẩy BK8 quen thuộc đây ạ. Liên tục ạ. Đẩy BK8, lâng Prel, vang Putin KM320, mic BBS A988. Em đấu ghép với lại một đôi JBL, đây mã của nó là M33 các bác ạ. Dòng JBL bass 30 các bác nhé, đây là loa JBL hàng Mỹ xịn, được sản xuất tại Mỹ. Hàng bãi em chưa qua tân trang nên là trông vỏ vẻ của nó cũng chưa được đẹp lắm. Đây hàng nguyên chất bãi đi về các bác ạ. Và trong cấu hình karaoke này hiện tại em đang đấu lối lên cho bác khách hàng, đó là anh Nguyễn Hiển đến từ thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang. Anh Nguyễn Hiển đến từ cửa hàng từ 9 giờ sáng nay các bác ạ. Và xem lốt đến bây giờ mới đến lượt bác. Thì bác khách hàng cũng có hơi ngại đứng trước ống kính. Hiện tại hóa đơn em cũng đã làm xong cho bác. Và bộ dàn thì em cũng đã đấu lối và thắt dây rất cẩn thận cho các bác ấy rồi ạ. Thì chỉ chờ là tí nữa là cho lên xe để cho bác về đây ạ. Hôm nay rất là bận rộn và từ sáng rồi tiếp đón rất nhiều đoàn khách về với cửa hàng rồi. Anh đến cửa hàng từ khoảng 9 giờ sáng và đến bây giờ em xem ạ, bây giờ nó là 14 giờ các bác ạ. Bây giờ nó là từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Bác ấy xếp lốt cũng rất là kiên trì đấy ạ. Thì các bác có nhu cầu liên hệ với chúng em nhé. Số điện thoại em để trên tấm biển này, các bác liên hệ với chúng em để chúng em được hỗ trợ tư vấn. Hiện tại thì em cũng đã nhận được các điện thoại của các bác hiện tại, còn các đoàn dưới Hải Phòng và các anh từ Uông Bí hiện tại đang trên đường bắt xe về với cửa hàng để tham khảo cũng như sắm những bộ karaoke tiếp theo. Và rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Những sản phẩm rất là quen thuộc nhưng cũng rất là đình đám, chất âm của nó rất là hay, độ bền cao. Dòng loa JBL Bass 30 vừa qua thời gian qua cũng rất nhiều các bác khách hàng hỏi chúng em, nhưng mà cái lượng hàng này nó rất là ít, nó cũng không có nhiều các bác ạ. Rồi em xin gửi lời chào tất cả các bác nhá. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với chúng em, chân thành cảm ơn ạ.